Chương 5. Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Hãy kính những người đàn bà quá, thật là quá. Nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm đều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người thật quá ở một mình đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi, thì dẫu sống cũng như chết, hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Cho được ghi tên vào sổ đàn bà quá, thì người đàn bà phải đủ 60 tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi. Phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chơn thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn, làm đủ các việc phước đức. Nhưng hãy từ chối những đàn bà quá còn quá trẻ quá. Vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi đấng Christ, thì họ muốn lấy chồng, bội lời thề ước ban đầu mà chuốc lấy đều quở trách vào mình. Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà này sang nhà khác. Nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thầy lay thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa. Vậy ta muốn những gái quá còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu, vì đã có một vài bà quá bội đi mà theo quỷ Satan. Nếu tín đồ nào có đàn bà quá trong nhà mình, thì phải giúp đỡ họ cho khỏi lụy đến hội thánh, hầu cho hội thánh có thể giúp đỡ những người thật quá. Các trưởng lão khéo cai trị hội thánh, thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Vì Kinh Thánh chép rằng, người chớ khớp miệng con bò đương đập lúa, và người làm công thì đáng được tiền công mình. Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Kẻ có lỗi, hãy quở trách họ trước mặt mọi người để làm cho kẻ khác sợ. Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con những điều đó. Đừng in trí trước. Phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào, đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác, hãy giữ mình cho thanh sạch. Đừng chỉ uống nước luôn, nhưng phải uống một ít rượu, vì cớ tỳ vị con, và con hay khó ở. Có người thì tội lỗi bị bày tỏ và chỉ có người đó ra trước khi phán xét, còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ ra. Các việc lành cũng vậy, có việc thì bày ra, lại có việc thì không bày ra, mà sau rồi thì không giấu kín được.